Chào các bạn nha. Mình đang chuẩn bị đồ đi thăm bãi rắn. Mấy cái vỏ rồi chuột. Để chuột gà mua cũng rẻ, chỗ mình mua khoảng 70 ngàn ký. Lấy cũng gần nhà. Ở đây chạy ra chỗ bán chuột chắc khoảng 10 phút. Nên cũng tiện. Đây để mình quay mấy cái hồ rắn mình cho coi. Này rắn mình đặt thường mình để gom khoảng tuần lễ thôi, mình nó đi bán lần. Mấy này rắn bán. Còn rắn nuôi ở ngoài thùng ngoài kia á. Khi mình nuôi bằng cái hồ đây lưu gắn mình nè, gắn này gắn bán được là từ 300 gram trở lên, nó chui dây nè, ban ngày nó chui đó nè, đó con này mấy con này quá trời rẻ nè, sơ dừa cái này mua sơ dừa đó, gắn này khoảng 990 gram nè, đó nhiều lắm, nó còn dưới á, cái này chắc mình đổ đó, nó nóc chân nè, này mình đổ chắc cũng khoảng 7 ký à, khoảng đó hơn. Rồi để tới điểm thăm mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi tới cái bẫy đầu tiên. Nó nặng cái coi, cái hên cái coi. Nó nặng ơi, cuốc nè. Rồi luôn. Chuột hello, hello luôn. Phát lương luôn. Nhớ ăn cho có sức khỏe mà gặp nó chú gắn đi tới đi lui. Nhớ hello nó vô ngồi uống nước trà đàm đạo nghe không? Lại luôn cái đầu tiên chất quất. Đây có một cái nè, cái này cái thứ hai, có con gì không đây, có con gì không đây, này mình đặt cặp hai con gạch. Ây da, nặng cái coi, nặng cái coi quất à. Ồ gắn hoành quá, đỡ quá, đỡ gắn hoành, gắn hoành. Cái thứ hai vô khó rồi, nó bự ta. Dạ con này chắc cũng khoảng 300 gram à, mở bao ra luôn, 30 gram dưới quá đỡ. Cái thứ hai thấy có thu hoạch rồi, mừng quá, mừng quá. Dạ. Cái này là bữa đó, nước nó ngập lên lên láng luôn, mình mò buổi trời mới gặp được cái bẫy, mình về cao lên cao nè, bữa nay dính quá đỡ, quá đỡ. Dạ, dạ. Cái bẫy mình thấy không, cái em luôn, bữa đó nước nó ngập, mò còn hơn là mò tôm mò cá nữa. Mấy bữa trước nước ngập quá trời ngập đó, quá đỡ, khoảng 300 gram ạ, lúa lên mộng luôn, gà thôi, công việc quen thuộc, bắt rắn hoài nữa đã, bắt rắn mà thấy nó không chán, mà bỏ lúa, bỏ chuột vô thì thấy chán nha, ngộ gì đấy. Hôm nay mình ít cái nào mình bẻ ngày hôm, ngày hôm hoài, cốc hôm á, hôm mình dễ bị liệt, lâu ngày thì dễ liệt, tự cho nó tự bò ra không à. Mình chơi chiêu thổi ngắn ngộ ta, thổi nó ra ta, rồi bò ra ngoan đó, tự bò ra ý đó, ỉa trời ơi nhỏ mà ỉa quá chỉ á, mới đỡ, mới đỡ dùng ảnh nha, giờ bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Thầy con cái này. Nãy giờ thăm mấy cái chất quất. Dạ, trời cái bẫy gì đâu mà thấy hiu quạnh quá, không có động tĩnh hết. Hay là lúa được ở ngoài hôm hết trơn ta. Có gì cũng đây. Quất à. Ôi trời ơi, ngắn hổ hành có chút ép en. Ôi dạ, dạ trời. Ngắn gì đâu mà xúc phạm người đặt thì chứ. Dạ. Các bạn ngắn thử coi. Thấy mình thấy có chút xíu à. Ừ, gắn gì đâu, chút xíu mà không kẹt đầu cũng mừng. Ôi trời ơi, gắn hành mới mở mắt thì sao, vậy mà nó quất con chuột mình luôn trời. Đúng là nhỏ mà có vỏ thiệt. Thôi đem bắt nó ra luôn, đem về nhà mình nuôi nó. Nhà mình làm có cái hồ nuôi gắn. Nó gắn nhỏ mình bắt về mình cho bảy gắn mối rồi á. Nuôi Tết thì kiếm tiền Tết xài cũng được. Bắt ra luôn. Dở gắn gì mà dở lập lên không có cảm giác luôn mà kệ nó, coi gắn cũng mừng à, vậy mà nó quất được chuột mình dễ sợ chứ. Đúng mà gắn là có vỏ thiệt, nhỏ mà có vỏ. Ra dùm cái đây ra đi đi gắn vậy mà nó quất được chuột mình. Ai giờ bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Dễ. Có con gì không đây, có con gì không đây, giờ lên nặng cái coi, nặng cái coi cho nó đã cái coi.
cái gì nặng ta, dướng hay sao vậy? Dây chẹn quá. Cái dây gì mà giữ chợ, mấy dây leo này nó cứng ngắt. Quốc à, rắn mạnh, rắn mạnh các bạn ơi, quá đỡ, quá đỡ, quá đỡ. Con này chắc khoảng 30 gửi ra mà, dùm ảnh, quá đỡ, quá đỡ. Dạ, rồi lúa, nước ngập lúa lên luôn, lên cây luôn, gieo luôn. Em mở bao ra cái đó, quá đỡ, quá đỡ. Con này khoảng 350 gram á. Đây. Đó đã. Bắt rồi luôn, công việc quen thuộc. Bắt cái gì chứ bắt gắn mà thấy không cái nào nản được. Quá đã. Con này vô lâu rồi sao à? Nó ón chuột cái gớm. Dùm ánh. Lúa lên mọc luôn. Giống như ruộng luôn à. Đó, bò ra. Đây. Quá đỡ rồi đấy. Thôi, giờ bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Có gì cũng đây. Cuốc à. Ủa cái vỏ lợp gì nó nặng dữ trời. Nước vô thấm. Chuột còn luôn, hên quá. Trời ơi, nặng chịch luôn. Tưởng đâu dính gắn chứ. Phát lương cho nó luôn. Ây xà. Nước đậu lên. Dạo này ở đây nước lên quá trời. Đặt bỏ mấy bọc lúa vô chuột nó ăn không hết á. Thành đám ruộng luôn. Lúa nó mọc luôn. Thành đám ruộng luôn. Rồi tiếp thôi. Tên tên tên. Có con gì không đây. Có con gì không đây. Ôi trời, có lợp mình. Ô con gắn hoàng trầm ba luôn các bạn ơi. Chỗ cắn bao hở nhìn thấy chân luôn nè. Quá đỡ. Gắn lên trầm bả luôn bọn mày ơi. Ui ôi. Nước nó lên nè. Chỗ cắn bao mở nha, chưa giờ hết nhìn thấy luôn à. Quá đỡ, quá đỡ, quá đỡ. Trụ con hủ hành bọn mày ơi. Trầm bả luôn. Con này mình đón khoảng 900 gram hơn á. Lấy hồi cắn xong về nhà mình cắn thử. Quá đỡ, quá đỡ. Vô mảnh rồi, vô mảnh rồi. Lấy vỏ ôi thứ gì chịu nổi. Con gắn hoành rồi nè. Ông nội mẹ nó bự. Con dây nè. Bữa đó không có dây cuộc đỡ. Con chuột cắn đứt bao banh bao hết. Đứt dây hết. Cái gì lông cuộc đỡ luôn. Banh bao luôn. Hai bao luôn. Rồi gắn. Ông nội luôn con gắn là khoảng 995 gram á. Quả đã, quả đã. Vô mánh, vô bữa này vô mánh rồi. Thứ gì mà chịu nổi. Nay vô mánh nữa, về gắn không ăn chúa mình nấu cơm ngon à. Bữa nào thắt thu thôi về cho ăn khô quẹt. Gì vậy? Ỉa gì cũng mình lắm. Về cho ăn khô quẹt. Cái bà luôn á. Hồi bắt ra. Ui quá đã. Gắn. Ui chậm ba luôn. Gá gá. Ngắt hôm luôn nội rồi. Quá đã là thứ gì. Ui khóa hôm luôn, nó khóa hôm luôn. Bạnh kỳ này khoảng 995 gram. Gà đi. Nó chui trên. Này bắt thường mình bẻ hôm mấy không bẻ hôm cóc. Sợ bị lâu ngày cái hôm nó cái độ co giãn nó không còn tốt nữa. Cho tự bò ra, gắn này bự để cho thấy mình sợ chạy. Chạy bán bị ta ép giá lắm. Lại bò trên nó tức kìa. Đừng để tôi dùng cảm giác mạnh nha. Ủa, bự quá trời khó bắt luôn, bích lụp luôn mà. Mình quắn không còn cái gì luôn. Ủa bự. Bẻ hôm luôn, bắt lâu quá. Bẻ hôm này mình sợ bẻ hôm lâu quá, thường quá nó bị cúp hôm. Cho tự bò ra chứ mình không kéo, kéo thì sợ bị chạy. Đó, bò ra. Ồ, ui, ngắn này chắc ký á, bắt ra ngoài chà bá luôn à. Ui, ngắn. Đã. Ôi. Thứ gì mà chịu nổi. Vô bánh, vô bánh rồi. Ôi con gắn cục cái tí á. Thôi giờ bỏ chuột cho đặt tiếp thôi. Quá đã, quá đã. Con gì không đây. Đừng nói có con chuột nha. Có con gắn mới được à nha. Cút à.
Gắn hoành nữa các bạn ơi, quá đã quá đã. U con này cũng bự à, mình thấy bự à, chắc khoảng nửa ký á. Mở thử coi. Quá đã quá đã, này trúng mánh rồi. Ủa con này bự á, không phải nửa ký đâu. Con này trong khoảng 700 gram á, quá đã quá đã nè, 700 gram á. Nội mẹ ơi, bữa nay trúng mánh rồi, quá đã quá đã. Bữa nào mà thăm bảy gắn mà dính gắn thì bữa nó lội đi sình lội mương đùng 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 luôn. Có bữa thăm ít xịu á, thăm mười mấy hai mươi chục cái không có gì hết á. Trời ơi đi nó mệt mỏi. Ủa gắn mà cho 600 gram hơn á, chúng ít đâu. Quá đã quá đã. Dù mánh nè, cái này dù mánh nữa. Hôm qua chỗ mình có mưa, mưa nhỏ bây giờ đi nhiều nè. Phải mưa lớn còn ngon nữa. Bò gá, bò gá. Cách sáo vậy mới bò gá. Mình phải gắn thường để cho nó tự bò ra. Chứ không có kéo ra sợ bị chạy á. Còn bẻ hôm á thì sợ lâu ngày cái hôm nó bị liệt. Nó không có sức đàn hồi, nó không tốt, ỉa lum nè. Ủa, gắn cũng khoảng 600 gram. Quá đã, trúng mánh rồi. Ủa, thấy không? Hả, lợp thấy cũng nhỏ như vậy mà, bự quá trời rồi. Ồ, giờ bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Này, trúng mánh rồi. Có con gì không đây? Đừng nói là có con chuột nha. Có con gắn nó mới đã. Nặng nặng cái coi. Con chuột đâu mà bao cắn bao banh chạnh vậy á. Nặng ra đây. Quốc à. Chờ con chuột còn luôn, làm ổ luôn. Phát lương cho nó luôn. Nhớ ăn nhiều vô cho có sức khỏe nha không. Gặp mấy chú gắn thì tê lùi. Hello, hello đó. Vô kêu nó vô ngồi uống trà đàm đạm nha không. Cái này đặt cặp bờ gạch nè, cũng ngon lắm. Trực quất. Cái tiếp theo thôi. Nãy giờ thăm 5-6 cái Trung Quốc rồi nha. Nặng cái coi, bọn gắn khoảng ký mấy rồi. Nào giờ mình dính gắn được cái trứng gửi gram lớn nhất rồi. Còn ký mốt bị người ta bắt ăn mặt mẹ mất tiêu luôn rồi. Quốc à. Ui gắn mạnh các bạn ơi, quá đỡ quá đỡ. Gắn mạnh, con này cũng bự à. Con này cũng khoảng nửa ký 600 gram á. Dạ, nắng quá. Có là chóng mắt à. Quá đỡ quá đỡ. Dù mánh, cái này dù mánh nè. Ủa con này bự quá trời chứ đâu có nhỏ ta. Con này cũng 800 gram cho lên á. À, nhìn cái đầu nó, cái đuôi nó nhìn thấy nó nhỏ. Giờ quay qua 800 gram cho lên á. Quá đỡ quá đỡ. Đây vô bánh rồi. Đây là vô bánh. Bữa nay toàn hàng khủng không à. Vô. Trúng bánh rồi. Bữa nay trúng bánh rồi. À, quay đuôi nó thấy nhỏ. Ai ngờ đâu mà giờ quay qua cái đầu bự ghê luôn. Con này chúng khoảng 800 gram đó nha. Quá đỡ. Ủa nó ổn chuột thì gớm à. Con chuột cơm. Ủa, đã không đã không? Quá đã. Ủa, con này khoảng 800 gram à. Con chuột ra thì ghê. Bắt ra luôn, quá đã. Quá đã. Nắng quá. Này khu vực này, chỗ này hồi trước dính gắn hổ ngựa. Bên này toàn là hàng khủng không à. Một bự không. Cái bữa là toàn là mini không, ón chuột thấy gớm. Rồi bò ra. Đó, bò ra. Úi. Đó. Bò ra ngoan, ngoan, ngoan nào, ngoan thương nhiều, ngoan đi thương nhiều. Để cho bò ra đỡ chạy, bắt kéo ra dễ chạy lắm. Lúi ra rồi hụt vô nó buồn với sợ. Đừng để tôi dùng cảm giác mạnh nha. Đẻ hôm hoài sợ nó bị lâu ngày cái hôm nó bị liệt, nó không bị co giãn tốt á. Bò ra đi. Bự ghê không, quá bự đó. Bò ra ấy ấy. Ui quắn cỏ. Quắn cỏ quá. Chạp bá. Ngã chân dựng, xin lỗi các bạn nha, quắn vô ngã chân dựng luôn. Bự quá trời bự. Nó luồn. Ủa quá đã quá đã. Chà bá luôn. Con này 800 gram. Bên này gắn không ăn chúa, nhà được thưởng rồi. Về được ăn nấu ăn ngon rồi. Về bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Quá đã quá đã.
Ôi, cái tiếp theo luôn, có con gì không đây, có con gì không đây, bữa nay trúng mánh rồi, bữa nay toàn là gắn bự bự không à, cuốc à, ủa hổ ngựa nữa, ừ hổ ngựa là mình không mê rồi, gì dạ, có nơi gọi gắn rồng á, con này cũng bự à, hổ ngựa, nơi gọi gắn rồng, sọc dưa, ủa gắn này cắn dã man, nó không có độc nhưng mà nó cắn dữ lắm, ở trong mát rồi đó, mát mát á, ui nắng quá. Ui, hổ ngựa là mình không mê chút nào. Con này bán bao nhiêu tiền, trăm mấy à? Không động bắt ra luôn. Con cũng bự à, con này cũng khoảng nửa ký á. Quái trời đậu chứ, hổ ngựa là mình không mê. Đây chúng mình còn đa số hổ ngựa với hổ hành nhiều. Mà hổ hành nhiều. Đó, hổ ngựa nè. Nhìn đã. Ừ, bào này đặt rất nhiều năm mà dơ quá, mấy tuần lễ rồi. Trời, hổ ngựa gì dạng cháy rồi nó ché à trời. Ngựa nó ché, nên bắt nó ra. Mình chỉ thích hổ hành thôi. Hổ hành là mê à, có bán có giá. Hổ ngựa bán nhiêu giá. Cái ghè cho mình bán hổ ngựa, như nó bán có... mua hình như là có 120 gì à, rẻ lắm. Hổ hành loại nhất thì được 340. Ừ, cái này mình bắt bỏ lưới vô mình bắt bẻ hôm bắt thôi, từ ẩm chui ra bắt tay bắt cũng được á, nhưng mà nhiều khi nó cắn đau như chó cắn, tội tình vậy. Con này dữ lắm à, có con mà đang đẻ gì đó mà các bạn lỡ thấy nó, có người ta đi vườn lỡ thấy nó gượt luôn á. Mà nó cũng có tặc là hổ xỉu, có con thích xỉu lắm. Đó, chui ra. Chui ra. Để vậy là xong. Rồi, bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Ngựa nửa ký à. Này đủ thứ tên gọi. Lúc nơi gọi gắn rồng mà sọc dưa. Đó. Đây, nửa ký. Rồi, bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Rồi tới cái tiếp theo luôn, nãy giờ thăm mấy cái chất quất. Ê, có con gì ở đây nặng cái coi, quất còn kia mấy cho đã coi, mà dính gắn bự nhiều nhiều à. Quất à, gắn hoành, bà đã, hoành hành nhỏ. Có cô đó chủ vườn thích xem nó gắn. Ừ, hoành hành này chắc cũng khoảng 200 gram mà, giờ cho nuôi luôn. Này có thấy, này có thấy không? Ờ, vậy đó hả? Nó vô à, nhỏ xíu gì đó mà vô nuốt một chục mình mất tiêu à. Dạ lỗ, nhưng mà cái gắn nhỏ nhỏ này con bắt về con bắt con nuôi. Dạ. Con gắn này nhỏ quá, khỏi vô mở bao luôn ơi. Bắt con mau tranh thủ chưa về ăn cơm nó bụng quá rồi. Giờ chắc cũng 12 giờ mấy rồi, 11 giờ, 11 giờ rưỡi không, 11 rưỡi, 12 giờ. Quá đỡ rồi đã. Chạy có gắn là mừng à. Gắn này về nuôi. Dạ. Con này thấy nhỏ bự ngoài bắt cũng được 250-300 gram à. Trong trong thấy nhỏ ở ngoài bự. Dạ. Ngựa cho mãi con bắt bằng cái bao bắt tay cũng tùy à. Đã. Đã không? Đã không? Bắt ra cũng thắng bự á, con này chúng khoảng 300 gram à. Ừ, quá đã giờ. Bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Có bà cô vô giường vui tính ghê luôn. Yeah. Gì không đây, có con rắn chứ đừng nói có con chuột. Nặng nặng cái coi. Này phải khỏe trúng mánh à. Ngọn thêm nặng nặng kiếm con ký nữa coi. Cuốc à. Ồ, ngắn hành xíu. Ngắn mini. Nhỏ hơn con rắn nãy nữa. Ừ, ngắn chắc khoảng 200 gram. Má bắt. Yeah. Nặng chút xíu. Gắn này đem về mình nuôi luôn nè. Đó hơi mát. Này hơi tối trong mát. Thôi mở bao luôn, tranh thủ mình bắt nó ra. Chưa về ăn cơm. Nó bụng quá trời đói các bạn ơi. Gắn này về mình nuôi Tết, kiếm tiền Tết xài. Hôm nay thăm đem chuột hết chuột luôn. Mà đem sáng mình đem nâu 15, 16 con mà hết luôn. Chuột chết rồi gắn vô nhiều nữa. Hôm nay trúng mánh. Hôm nay được có mấy con bự bự.
nhỏ con này chắc trăm mấy gram mà đem về nuôi luôn. Hôm nay mình thăm cái này xong cái này, như còn lại ba cái nữa hết rồi, hết chuyến thăm ngày hôm nay, giờ bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Ai, cái này cái cúng cùi luôn, là cái cuối cùng luôn. Bữa nay thăm hết chuột mà hết lúa luôn. Nặng nặng cái coi, hút một chót cái coi. Cái này là cái cuối cùng rồi. Ồ, nước ngập không, chết không gì đây, chuột chết luôn, nó chuột chết đó nha, hết chuột luôn rồi đây. Nói đây, cuốc à. Rồi chết quớt luôn. Hên quá, con chuột còn sống. Chuột chạy ra thấy lô lô luôn. Hên quá, con chuột còn sống cũng đỡ à. Tưởng đâu chết chuột chứ. Thôi để về nhà mình tha căng thử mấy con gắn nó được bao nhiêu. Bữa nay có vẻ trúng mánh à, gắn to to không à. Có mấy con nhỏ nhỏ. Bỏ ổ vô cho nó ăn luôn nè, hết lúa luôn à. Ê, về tới nhà rồi, khát nước quá, mời các bạn uống nước trà đá nha. Ồ, uống trà cay, đã rồi. Quả đã. Đi về khát nước quất một cây trà đá còn gì bằng. Bây giờ mình căng thử mấy gắn được nhiêu. Ê da, bữa nay trúng mánh á. Bữa nay có gắn bự bự nhiều, bà không còn nữa. Rồi, căng thử cây. Quất gắn hổ ngựa trước cây. Nửa ký hả? Nửa ký. 450 gram, gắn hổ ngựa là 450 gram. Hổ ngựa là mình không mê, bán không có nhiêu tiền hết á. À, cái này hổ hành này mới đã nè. Này trúng mánh nè. Ú, 3 ký 2, 50. Chỉ còn 3 ký 2. Quả đỡ quá đỡ. Bữa nay trúng mánh, bữa nay gắn bự bự nhiều. Mình bắt gắn bự nhất, căng thử được nhiều. Gắn bự bự đó mình đón khoảng 900 gram á. Bữa nay luôn 2 con à, 2 con bự. Con kia cũng nửa ký 600 gram á. Con kia khoảng 9, mình đón 900 gram, con 800 gram. Vô mấy rồi. Cắm 3 luôn con. Nè con gắn bự nhất nè. Gắn bự nhất không ta? Con 2 3 con bự lắm. Con này bự hơn nè. 3 con bữa nay 3 con bự. Nè, con đó mới bự nhất á. Con nào cũng bự hết á. Hai con này ná nha được. Bỏ rồi mà đâu. 2 con này nay ná nha, con này nhỏ hơn chút. Sang 2 con là biết rồi. Có con này nữa biết thôi chứ. Bỏ ra. À, càng thử 2 con này nha, 2 con này cũng ngang ngửa nhau á. Mà con kia chắc bự hơn một chút. Mà nhiều mánh, này con gắn bự bự không? Mấy con đó có 2 3 con nửa ký nữa. 2 con này thử con nhiều. 1,5 ký. Ký rưỡi hả? Ký rưỡi vậy con kia mình đón khoảng 800 gram. Con kia con kế bên gần 6,5 gram. Quá đỡ vậy. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ.